Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thuộc loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Pika, Equip. Let's go. One day. Đây là một tựa game mà cách chơi rất giống tựa game Grandi Chapter 1. Rồi ok, mình sẽ ghép vào khẩu súng này. Let's go. Oh my gosh, bà ta đã đang ở đây luôn rồi. Oh my gosh, nhanh thật. Rõ là bà ta đi sau mình rất là xa. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game thứ hai, Trung Quốc Hollow. Wow, mới sang luôn, mà cả ra người luôn. Let's go. Papa. Wow.
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ 3, Bendy and in the Magic. Let's go. Chapter 1, Moving Picture. Hey, Jolly. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. So với tựa game này thì các bạn phải làm nhiệm vụ và phải làm từng nhiệm vụ một, chứ các bạn không thể làm cách quãng được. Ok. Để sau đây. Nhiệm vụ đầu tiên. Các bạn phải lấy 2 cố bin. Sau đó thì sẽ cho chiếc máy ở trong này chạy. Let's see what you're hiding down there, old friend. Let's go. Rồi, và các bạn phải tìm 6 món đồ này, sau đó thì bỏ lên 6 cái trụ. Wow. Put this here. Oh my gosh. Oh my god. Joey, what were you doing? Let's go. Đĩa nhạc bên đi. Oh my gosh. Rồi ok. Tiến sâu trong này. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Okay, that's all of them. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ đặt vào 6 cái trụ này. Khi đó thì mình sẽ lại được sử dụng được bật cái máy khác. 2, 3, 4, 5, 6. Now I just need to get the ink flowing somehow. Đi sâu vào trong này xem. Switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Máy chiếu đã khởi động. So ok. Đây, đang khởi động máy rồi. Quay cái này nào. Let's go. Đấy, một bàn chân của những con quỷ hay những con gì đây. Wow.
Oh my god. So keep up. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư. On cheapest party day. Ok, mình sẽ hóa thân là một anh chàng bi cai. What was that so? Let's go. For lang. Không có đấy là mình không nhanh thì sẽ mất chiếc ngay. Rồi mình sẽ lên đây. Rồi bà ta đi rất là nhanh. Chuồn nhanh. Slay!
Oh my god, một lối chạy rồi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 5, Slender Rising. Ok, và tựa game này thì các bạn phải đi xung quanh và tìm tất cả là 7 bức hình, 7 tấm hình được gắn trong cái map bản đồ này. Thì các bạn phải đi xung quanh và tìm nó. Thì ở đây thì sẽ có ông Slenderman, ông ta sẽ cai quản cái vùng đất này. Và khi ông ta xuất hiện, các bạn quay đi thật nhanh. Nếu không thì sẽ bị ông ta bắt mất, và lúc đó các bạn thu thập bao nhiêu thì các bạn đã bị trở lại từ đâu. Rồi ok, mình sẽ đi đường này xem như thế nào. Chỗ này là ngõ cụt này. Rồi đi vào đây. Let's go baby. Đi thẳng lên trên đây đi. Ok, đây có một bức hình. Let's go. Oh my god, ông ta xuất hiện luôn. Ông này rất là thính. Rồi mình sẽ đi ngược ở đây. Bạn này chắc chắn không có rồi. Khi các bạn đến gần một bức hình nào đó thì nó sẽ báo cho các bạn biết, và lúc đó các bạn sẽ đi tìm. Đây, đến gần thì nó sẽ báo. Ok. Bình thứ hai. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả là 8 bức hình, à 7 bức hình. Chúng ta đang gần đây. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo, Scary Chapter. Pick guy chapter 2, xem là cái gì đây, start game. Oh, đây là tiêu diệt những anh chàng này. Có hai anh chàng thì đơn giản thôi. Yeah. Let's go. Rồi, mình sẽ sang chapter 1. Ở đây. Let's go. Ở đây thì các bạn sẽ phải đi thu thập những cô làng big guy. Và thu thập càng nhiều thì các bạn càng giành chức top 1. So let's go, tiếp tục là đi thu thập tiếp. Wow. Đây rất là đông. Oh, có một anh chàng được 6 người rồi. Mình sẽ đi bắt luôn. Ở đường bên này. Nên 12 người rồi cơ. Kinh đấy. 13 người rồi. Wow. Nhưng không biết anh chàng nó đang ở chỗ nào. Mình sẽ đi bắt ở đây. Đây rồi. So let's go. Rồi rẽ sang bên này. Là 17 người. Ok. Tiếp tục bắt những anh chàng này. Bắt những con làng này. Let's go. Người. Không biết có lên được 100 không. Ồ, đây có 15 người. Ngon. Let's go baby. Chắc ở khu này. Mình sẽ đi dọc khu này xem. Biết đâu lại gặp. Oh my god. Vẫn chưa gặp rồi.
Hay là đây? Không phải. Đúng rồi. Ok. Vừa bắt luôn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Firelight of Fred 2. Giờ đêm ngày đầu tiên. Ok, và tận âm này các bạn phải coi nhà làm sao để tránh con gấu nó sẽ vào trong nhà và nó cắn chích các bạn. Thế đây, ở ngay trước trong nhà các bạn thì là có ba cánh cửa. Các bạn phải coi ba cánh cửa này. Thứ nhất là vậy, khi mà nó vào trong nhà các bạn phải chui xuống đây. Rồi, và đây là cam của các bạn ở trong nhà. Từ các phòng một rất là nhiều cam luôn. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old locations, you know. Some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while. But I want to reassure you, các bạn phải tiết kiệm cả flashlight. Đó chính là chiếc đèn. Nếu các bạn chiếu chiếc đèn này sáng quá, lâu quá, thì nó sẽ làm cho các bạn giảm đèn. Và lúc đó hết thì các bạn sẽ không còn chiếu được nữa. Cho nên các bạn phải thật tiết kiệm. Căn phòng là nghi ngờ thì các bạn sẽ phải soi. Đó, 1 giờ sáng rồi. The first guy finished his week but complained about conditions. We switched him over to the day shift. So, hey, lucky you, right? Mainly he expressed concern that certain characters seem to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. That restaurant should be the safest place on Earth. So, while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So, when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution is this. Okay. Và các bạn coi thời gian càng lâu thì các bạn chơi càng hay. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Firelight of Fred 4. Tựa game này thì đơn giản hơn tựa game Firelight of Fred 2. Đó chính là các bạn chỉ cần coi 3 cánh cửa. 1, 2, 3. Và ba cánh cửa này các bạn coi làm sao càng nhanh càng tốt. Và khi mà con gấu nó sẽ vào thì nó sẽ vào ở trong cái giường này. Đây là giường các bạn. Rồi ok. Và đầu tiên thì cánh cửa đầu tiên mình sẽ coi như thế này. Đóng cửa rồi khi đó mình bật đèn flash. Tiếp tục cánh cửa thứ hai. Rồi tiếp tục cánh cửa thứ ba. Sau đó thì mình lại lùi cánh cửa đầu tiên. Làm sao thì để nhanh càng nhanh càng tốt. Thì đó thì con gấu nó sẽ không làm gì được các bạn. Và nó sẽ không thể vào nhà các bạn được. Và nếu các bạn làm chậm thì chắc chắn khoảng tầm đến 2-3 giờ thì sẽ có 1 đến 2 con gấu nó sẽ vào trong nhà các bạn rồi. Một giờ sáng. Ok. Và cứ thế tiếp tục, cứ như thế thôi. Và thỉnh thoảng các bạn bị kiểm tra ở trên cái giường các bạn xem có con gấu nào nó vào không. Rồi mình sẽ kiểm tra, vẫn chưa con nào. Đó, 2 giờ sáng rồi. Đó, các bạn cứ chơi như thế thôi. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.